Cô chú anh chị nghe buổi tối là trong rất nhiều cô chú anh chị nãy này mà mua đồ của chú chị. Em chào chị. Chú chị ở trong là chỉ có chị Loan ở trong, chú chị ơi chị Loan ở trong kia cả nhà. Qua đây ngồi xuống xe này. Không. Có chồng là có anh Phương chồng chị Bùm Bùm nghe cô chú chị và có chị Loan ở trong với bé Gen cô chú chị đó. Thì đằng trước đây là có chị Thảo là người làm của cho chị Loan, cũng nghĩ là cô chú chị Thảo là gì của chị Loan, người làm cho chị Loan đó nha. Nói chung là bố tới trước nhà chị Loan rất là bận rộn của chú chị. Nói chung là nay là thứ bảy rồi chú. Chị Thảo cũng chuẩn bị đi về của chú. Có chú vậy thì nói chung là nói chung buổi tối là chị Loan bắt hàng rất nhiều chú chị. Như buổi sáng thì nói chung là cũng có nhiều nhưng mà lai rai rất nhiều chú, nhưng mà đa số là chị làm món hàng buổi tối rất là nhiều của chú chị. Cô chú này đi mua yến nè. Chị Loan đang bán yến ở trong của cô chú. Chị Loan đang bán yến cả nhà. Nô cô chú. Bắt đầu là chị Thảo cũng đi về cô chú anh chị ơi. Mai có tới không? Quay cho lên nhìn cái tạo bằng bộ đồ rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Nhìn trong quá chị Lan của chú chị. Cô nó mất nó mua rất là nhiều yến của chú chị. Đẹp thì thấy rất đẹp cả nhà. Chị Loan đang đứng ở trong ấy cô chú. Chị Loan là cả nhà. Nói chung là cô này đi chiếc xe 7 chỗ cô chú chị. Cũng đến đây mua đồ chị Loan đang bắn hồng treo gió cả nhà. Cô chú chị ơi rất là quý luôn cô chú ơi, chị Loan đang bắn hồng treo gió cả nhà ơi. Chị Loan đang bắn hồng treo gió cả nhà. Cô chú rất nhiều luôn cô chú chị ơi. Anh chị gái này, hai người này cũng mua rất là nhiều đồ luôn cô chú. Phía trong là có anh Phương ngồi vào máy tính tha thành Mỹ, chắc thành Mỹ nghỉ cô chú chị. Thế anh Phương ngồi ở trong cô chú thì có một cô mà đến xe bãi chỗ đâu cô chú chị, thì cô này cũng vào trong mua rất nhiều, mua hồng treo gió cả nhà ơi, rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Chị Loan đang uống trà sữa cả nhà, rất là quý luôn cô chú chị ơi. Cô chú anh chị thấy bữa tối chị Loan rất là bận rộn cả nhà, mong cô chú anh chị gần xa luôn luôn đồng hành ủng hộ chị Loan cô chú chị ha, rất là quý luôn cô chú. Cô chú chào thầy. Cô chú chị. Xe đây. Sao mà di chuyển ngoài vậy? Nói cô chú chị Loan này cả nhà.
tiếp nó không nhiều. Đó, cô chú chị. Chị Loan đang đang mà cô này mua 2 tiếng rất là nhiều luôn cô chú chị ơi. Buổi tối chị Loan cả nhà. Đó cô chú chị. Đó. Chị. Rất là nhiều luôn cô chú chị ơi. Chào cô nha. Cô mua đồ yến của chú chị, mua rất nhiều yến của chú chị ơi. Rất nhiều yến của chú chị ơi. Cô chú chị, cô mua rất nhiều yến luôn cả nhà. Đấy. Thì ở trong phía trong là có chị Lan, cô chú chị Lan đang ngồi ở trong chú chung là. Cô này cũng vừa đến luôn đó nha. Đó, chị Lan đó nha. Nói chung là anh Hải vừa đi ra ngoài rất là vội vàng luôn chú chị. Đây món hai món khoai sấy mật ong đã có rồi anh nha. Đúng có hết rồi, có hết rồi. Nói chung là đúng rồi đúng rồi. Chị Lan bắn những mặt hàng như mít sấy nè, cơm cháy nè của chú chị, rong biển nè, kẹp hạt nè, hồng chơi gió nè của chú, có kho bò, kho heo nè, khô gà cô chú chị rất là ngon luôn cô chú. Đặc biệt là yến 100% là mua 4 tháng 1 mà trong vòng 1 tháng đâu cô chú chị, mà cô chú chị một cái lẻ mua lẻ thì chị Loan sẽ bỏ giá mềm hơn nhẹ hơn đó cô chú. Thì cô chú cứ mua đang lại không được thì đến nhà mua, mà đến nhà mới mua sỉ lẻ thì chị Loan sẽ gặp trực tiếp chị Loan cô chú chị ở nhà. Cô chú anh chị mà yêu quý bọn em thì cho một like, một lượt đăng ký của chú anh chị nha. Cô chú anh chị. Đó cả nhà. Anh Khoa anh đóng cửa. Đó cả nhà. Thì nói chung là bây giờ cũng tối rồi cô chú anh chị, là 8 giờ máy rồi cô chú anh chị. Thì em cũng còn đứng đây em cập nhật cho cô chú anh chị yêu mến chị Loan. Chị Loan bán còn 1 tiếng đồng hồ nữa để cho sẽ đóng cửa của chú anh chị. Để xí nữa em cũng đi về nha cô chú anh chị ha. Dạ. Thôi tiên mơ miệng sẽ kết thúc clip ở đây nha cô chú. Hẹn cô chú anh chị video tiếp theo nha.